Nạn đói năm 45. Thưa hoàng thượng, phía trước có một ngôi làng, chúng ta có nên dừng chân ở đó không ạ? À? Được, chúng ta cũng đi cả nửa ngày đường rồi. Lại đó nghỉ ngơi, cũng như thị sát luôn xem dân tình sống thế nào. Thần tuân chỉ. Ngươi nên sửa lại cách xưng hô, ta không muốn để lộ thân phận của mình. Ngươi đừng hấp tấp mà hỗn việc. Thưa dân, thần sẽ gọi người là lão gia, mong người xá tội vô lễ. Hình như ở kia có chuyện gì thì phải, chúng ta mau lại xem sao. Lão gia cứ ở sau lưng con, đề phòng bất trắc ạ. À, cháu ơi, cháu tỉnh lại đi. Ông cho cháu nó nhúc môi ngụm nước, tôi còn củ khoai đây. Khổ thân, thằng bé ngất xỉu vì đói quá đây thôi, không có chuyện gì cả. May tôi còn nửa củ khoai cho nó ăn, chứ không sợ có án mạng không biết chừng. Bố mẹ nó lên rẫy đào sắn về ăn mà chưa kịp về đấy. Năm nay đói kém quá, hạn hán kéo dài, lúa chẳng được mấy hạt, mà quan huyện thu thuế cao như vậy thì mấy mà làng mình cũng chết đói cả thôi. Thuế ruộng đất thì làng nào cũng phải đóng mà các bác, mỗi người một ít thì mới có ngân khố quốc gia chứ. Nhưng mấy năm nay chỗ tôi mất mùa, quan huyện đã không thương tình mà còn đánh siêu thuế cao hơn hai lần các năm trước. Đúng vậy, thế này thì chưa lo nổi lúa ăn trong nhà, đã lo đi nộp thuế rồi thì làm sao chúng tôi sống nổi. Giả như quan huyện cắt hẳn siêu thuế độ vài năm cho chúng tôi lo làm ăn rồi thu sau cũng được, có như vậy mới có đường sinh sống. Phải đó. Người lấy ít bạc cho em bé kia, rồi cùng ta tới nhà quan huyện một chuyến. Vâng, thưa lão gia. Tên kia, phủ quan huyện mà ngươi dám tự ý xông vào như thế à? Thật không có phép tắc gì hết. Các ngươi có mắt không trồng sao? Có nhận ra đây là ai không mà dám ngăn cản? Ôi, quân đâu? Mau quỳ xuống. Là hoàng thượng, hoàng thượng gia lâm. Ta đi di hành qua đây mà thấy dân chúng mất mùa, đói kém. Sao ngươi không giết sớ dân lên để ta nắm được tình hình? Dạ bẩm, thần cũng đang xem xét cả. Ta thiết nghĩ nên bãi bỏ thuế đất cho nông dân, để mọi người vực dậy đời sống, có đủ cái ăn cái mặc. Người ta cũng biết triều đình rất quan tâm đến người dân, vì vậy ai ai cũng phấn khởi. Nhưng nếu dân tình đều không đóng thuế đất thì địa phương chúng thần không thể có tiền lo liệu vào những việc khác. Ta sẽ xem xét để phân bổ chi tiêu cho những địa phương mất mùa, thiên tai, địch quạ. Người thấy thế nào? Dạ bẩm, việc này cũng không thể bãi bỏ hẳn, có thể làm tiền lệ cho những địa phương khác. Hơn nữa, thu thuế ruộng đất đã là tiền lệ mấy trăm năm nay. Theo ý thần, ta nên đánh nhẹ thuế 1-2 năm, rồi tầm 3-4 năm nữa hãy cắt hẳn ạ. Đánh nhẹ thuế 1-2 năm, rồi 3-4 năm nữa mới cắt hẳn sao? Làm như vậy được không? Dạ được chứ ạ, đó cũng là một cách để dân chúng ta tập làm quen dần ạ. Được, vậy cứ làm như lời ngươi nói đi. Tạ ơn hoàng thượng. Thôi, cũng đã muộn rồi, chúng ta trở về cung thôi. Dân ạ, cắt hẳn thuế đất thì ta làm sao bỏ ra được đồng nào mà tiêu xài. Thôi thì trước hết cứ ấm vài năm, sau đó lại tính tiếp. Trộm, bắt lấy trộm, đừng để cho nó thoát. Bà ơi, hình như có trộm. Đây là phủ quan, thằng trộm nào ăn gan trời mà dám đột nhập vào đây. Để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào. Thưa quan, có một tên trộm táo tợn vào phủ bắt gà ạ. Đã gô cổ thằng đó lại chưa? Dạ bẩm, tên đó thân thủ nhanh lẹ lắm, chúng thần dây bắt mà nó đã trốn mất rồi ạ. À, vậy mất bao nhiêu con? Dạ 3 con gà ạ. Lần sau mà còn trông chừng lỏng lẻo thế, ta đuổi cổ hết chúng mày ra khỏi phủ đấy nghe không? Vâng ạ. À, hắn lại lẫn như chạch rồi. Thật kỳ lạ, thân thủ của tên trộm này không phải bình thường, vậy mà chỉ đi bắt gà thôi, ngày nào hắn cũng bắt 3 con. Cả tuần nay chúng ta dây bắt hắn không được, quả này thì quan xử tội nặng cho coi. Lũ ăn hại, chúng bây là quan quân triều đình mà chịu thua một tên trộm tép riêu hả? Ta lệnh cho đêm nay các ngươi phải bắt được hắn, nếu không đơn lượt các ngươi sẽ bị đánh 100 trượng. Vâng thưa quan. Cái thằng trộm láo toét, mày ăn gan trời rồi mà vào đây ăn trộm gà của tao, cái nghề ăn cắp chẳng phải lương thiện gì. Bẩm quan, xin quan tha tội cho,
cũng vì hoàn cảnh mà con mới phải làm như vậy. Con cũng biết cái nghề này chẳng tốt đẹp gì, chỉ xin quan trọng lượng tha cho con một con đường sống. Ta nể tình ngươi đã nhận ra sai lầm của mình, hôm nay ta sẽ phạt ngươi 50 trượng và bồi thường 50 đồng. Kể từ nay phải từ bỏ hẳn con đường tội lỗi mà ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời, nghe chưa? Đa tạ quan, nhưng nghề này con đã làm quen tay cả chục năm nay, con không thể ngưng ngay được. Trước mỗi lần con ăn trộm ba con này thì con ăn trộm 2 con, 1 con. Rồi dần dần một thời gian sau con sẽ ngưng hẳn được không ạ? À? Lấy đâu ra cái chuyện vô lý như vậy? Ăn cắp ăn trộm không biết xấu hổ mà còn bảo là trước ăn trộm 3 con, nay giảm dần 1-2 con rồi ngưng hẳn. Bay đâu, lôi cái thằng cứng đầu này ra, đánh chết không tha. Thì cái chuyện vô lý ấy cũng giống như việc ngươi đang làm thôi mà. Thu thuế của dân đã thành tiền lệ rồi, giờ phải đánh nhẹ thuế 2-3 năm rồi mới ngưng hẳn lại. Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng thượng, chuyện này hóa ra là... Đúng vậy, đây chính là chủ ý của ta. Tên trộm cà kia chính là quan võ trong triều giả danh, để cho ngươi tự nhận ra được bài học. Việc thu thuế của dân, lúc dân mất mùa, thiên tai địch quả, và việc ăn trộm về bản chất nó giống nhau, đều là không tốt. Biết việc mình làm là dở thì phải sửa ngay, sao lại còn đợi đến mấy năm làm gì chứ? Việc đã dở thì nó sẽ càng để lại hậu quả nặng nề, nếu như kéo dài nó quá lâu. Giờ ngươi đã hiểu chưa? Dạ bẩm, thần đã hiểu chủ ý của người đầu giả. Thần sẽ cho làm ngay, bãi miễn thuế đất cho nông dân luôn từ năm nay. Tốt, tốt lắm. Biết được điều này, dân chúng sẽ mừng lắm đây. Nước mắt nàng công chúa. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, nhà vua có 3 nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và đều có một khả năng kỳ diệu. Đó là khi họ khóc, nước mắt rơi xuống sẽ hóa thành những viên kim cương. 3 cô con gái của ta, chúng đều đã lớn cả rồi. Không ổn rồi, tuổi của ta đã cao, sức lực ngày càng yếu, ta lại không có hoàng tử để nói dõi. Phải nhanh chóng tìm cho chúng những phò mã tốt, để có người thừa kế ngôi vị và chăm sóc cho chúng mới được. Nhà vua ban chiếu tuyển phò mã kìa, mỗi người mang tới đây đọc đi. Nghe bảo các nàng công chúa vừa xinh đẹp lại vừa khóc nhả ra châu ra ngọc đấy các ông các bà ạ. À, đúng là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần lấy được 1 trong 3 công chúa thôi, cho dù không làm phò mã thì cũng sống sung sướng cả đời. Tôi phải về bảo cháu trai tôi tham gia dự tuyển mới được. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần lấy được 1 trong 3 cô công chúa thôi, cho dù không làm phò mã thì cũng sống sung sướng cả đời. Tôi phải về bảo cháu trai tôi tham gia dự tuyển mới được. Nhà vua có 3 nàng công chúa đã đến tuổi gả chồng. Này tuyên bố toàn thiên hạ, những chàng trai nào muốn được làm phò mã hãy vào cung dự tuyển. Các con yêu quý của ta, dưới kia là rất nhiều những chàng trai khôi ngô tuấn tú ở khắp mọi miền vương quốc trở về đây với hy vọng được cưới các con làm vợ. Dạ, thưa vua cha. Họ đã lọt qua vòng sơ tuyển và là những người xuất sắc nhất. Các con hãy xuống bên dưới, tự mình chọn lấy một người mà các con cảm thấy ưng ý nhất. Ta sẽ tác thành cho các con. Dạ vâng, thưa vua cha. Kìa, công chúa Út, sao con không cùng 2 chị của mình xuống dưới kia chọn phò mã đi? Con cứ nhút nhát như vậy thì bao giờ mới lấy được chồng? Ta cũng già yếu rồi, làm sao chăm sóc cho con mãi được? Con phải tìm một người làm chỗ dựa chứ. Con chờ 2 chị chọn xong rồi sẽ xuống ạ. Nhưng nhiều người quá, con không biết chọn ai cả. Đó toàn là những người xa lạ mà con chưa gặp bao giờ.
con yên tâm, họ đều là những người đã được ta tuyển chọn, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con. Nếu con vẫn lưỡng lự thì cứ quan sát cho thật kỹ đi, còn có mấy ngày để chọn cơ, không cần phải vội. Dạ con biết rồi ạ. Thưa vua cha, đây sẽ là phò mã của con ạ, bởi vì chàng đã hứa với con rằng con sẽ vì nàng mà chinh phục cả thế giới này. Trên mỗi tòa thành chinh phục được, con sẽ khắc tên nàng. Tốt, đó là hoàng tử của vương quốc Ali, là hiệp sĩ dũng mãnh đệ nhất thiên hạ, rất xứng đáng với con. Thưa vua cha, con cũng đã chọn được phò mã của mình rồi. Con sẽ vì nàng xây dựng một cung điện uy nga tráng lệ nhất thế giới này, bên trong sẽ bày biện các loại báu vật xinh đẹp. Tốt, đó là con trai của tể tướng Mohammed, vừa giàu có vừa lịch lãm, rất xứng đáng. Tạ ơn vua cha đã tác thành ạ. À, con gái, hai chị của con đều đã chọn được phò mã của riêng mình rồi, nãy giờ con cũng đã quan sát rất kỹ, con có chọn được ai không? Con vẫn chưa chọn được, cha có thể cho con thêm thời gian không? Thôi được rồi, ta sẽ giữ bọn họ lại trong cung thêm 2 ngày nữa. Hết 2 ngày, con phải cho cha câu trả lời. Dạ, vâng ạ. Hôm nay đến đây là kết thúc. Những người còn lại vẫn có cơ hội trở thành phò mã của công chúa Úc. Hãy ở trong cung chờ quyết định nha. Muôn tâu đức vua, bên ngoài có một người chăn dê muốn xin được vào ứng tuyển phò mã hả? Người nói sao? Người chăn dê ư? Hả? Người chăn dê hả? Hắn nghĩ hắn xứng đáng là phò mã sao mà tới đây? Đúng là nực cười, chúng ta ở đây còn chưa được chọn nữa là. Người hãy bảo hắn quay về đi, hắn không xứng với công chúa Úc đâu. Thưa đức vua, thần đã nói rồi, nhưng hắn vẫn tha thiết xin được vào trong. Hắn nói chỉ cần hắn gặp được công chúa, hắn nhất định sẽ được chọn. Hắn tự tin đến thế sao? Vậy hãy cho hắn vào. Kính chào đức vua. Ngươi muốn làm phò mã của công chúa sao? Dạ, đúng vậy, thưa đức vua. Ta thấy ngươi rất tự tin, ta đánh giá rất cao điều này. Tuy nhiên, việc ngươi có được chọn làm phò mã hay không phụ thuộc vào quyết định của con gái ta. Con gái, con thấy thế nào? Con... Khoan đã. Trước khi công chúa quyết định, hãy nghe thần nói một câu. Chàng muốn nói gì? Được, ngươi hãy nói đi. Thưa vua cha, con đồng ý lấy chàng làm chồng ạ. Hả? Nàng ấy chọn tên chăn dê kia sao? Thật không thể tin nổi, hắn đã nói gì mà công chúa lại đồng ý vậy? Không ngờ chúng ta lại thua một tên chăn dê quèn. Công chúa Úc thật là kỳ quái mà, xuất thân cao quý như nàng ta, sao lại chọn gã hèn mọn ấy chứ? Từ đầu đến cuối con không ưng ai, vậy mà chỉ cần hắn ta nói một câu con đã đồng ý, chứng tỏ hắn cũng không phải tầm thường. Được, ta đồng ý tác thành cho hai con. Dạ, tạ ơn vua cha. Một thời gian sau. Ta sắp không qua khỏi rồi. Hôm nay, ta muốn gọi tất cả các con đến đây để dặn dò. Vua cha, xin người đừng bỏ chúng con mà đi chứ. Vua cha, người nhất định sẽ khỏe lại mà. Sức khỏe của ta thế nào ta biết. Trước khi ra đi, ta muốn tìm một người xứng đáng để truyền lại ngôi báu này, cũng là để thay ta chăm sóc cho các con. Vua cha. Nhưng sao giờ này, dữ
vẫn chưa thấy vợ chồng công chúa Út đâu vậy? Chúng còn đến sao? Vua cha, con tới rồi ạ. Người phải cố lên, người không thể đi được. Người sẽ chống khỏe thôi ạ. Ta sắp đi rồi, nhưng công chúa Út này, tại sao con lại ăn mặc giản dị như vậy? Trông con không khác gì một thường dân áo vải cả, không có một chút trang sức gì trên người. Cuộc sống của con khó khăn lắm sao? Con không sao, cuộc sống của con vẫn ổn. Phò mã, người nói đi, tại sao lại như vậy? Người biết khả năng kỳ diệu của công chúa chứ? Chỉ cần con gái ta nhỏ một giọt nước mắt là sẽ đủ tiền mua cả một cửa hàng quần áo. Tại sao nó lại ăn mặc thế này? Thưa vua cha, con biết rõ điều đó, nhưng con chưa bao giờ để cho nàng phải khóc cả. Con nói sao? Chưa bao giờ để con gái ta phải khóc à? Từ ngày về sống cùng cha, con chưa bao giờ phải đau khổ hay ấm ức gì. Chàng đối với con rất tốt, nên con cũng không thể khóc được. Chúng con xin nghe theo lời dạy của vua cha. Tốt lắm, giờ thì ta đã biết con gái ta không chọn lầm người. Ta vẫn thắc mắc, ngày đó con đã nói gì khiến con gái ta đồng ý lấy con vậy? Con đã nói với nàng rằng, cho dù nước mắt của nàng có thể hóa thành kim cương quý giá, con cũng nguyện cả đời sống trong nghèo khổ, chứ nhất định không để nàng phải khóc. Thì ra là vậy. Ta quyết định sẽ nhường ngôi báu này cho phò mã Út, một người với trái tim chân thành, biết trân trọng, yêu thương vợ mình như vậy, chắc chắn sẽ là một vị vua tốt. Ta hy vọng hai phò mã lớn sẽ phò trợ cùng nhà vua mới chăm lo cho vương quốc ta được ấm no hạnh phúc. Chúng con xin nghe theo lời dạy của vua cha. Hài hòa sẽ không có đỉnh cao. Trên đây là toàn bộ chiến dịch phân phối sản phẩm mà tôi đề xuất. Tôi tin là với những con số biết nói và những ví dụ cụ thể mà tôi đã đưa ra, thì chiến dịch này sẽ giúp doanh thu của công ty ta tăng vọt trong tương lai. Chiến dịch này đúng là mới mẻ và độc đáo. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Chắc chắn doanh thu sẽ tăng. Ruby là trưởng phòng nhân sự, cậu thấy thế nào về quá trình làm việc của Willie Parkinson? Cậu ấy đã vào công ty được 5 năm, từ một nhân viên nhỏ phòng kinh doanh, vậy mà cậu ấy đã vươn lên, vượt xa những nhân viên kỳ cựu khác để trở thành trưởng phòng kinh doanh. Cậu ấy vừa giỏi, lại chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm. Nhưng sao tự nhiên giám đốc lại hỏi về cậu ấy ạ? Chi nhánh phía Nam của chúng ta hiện tại đang trong quá trình phát triển. Tôi muốn cử một người vừa có chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm, lại phải nắm rõ tình hình của công ty, như cậu Willie chẳng hạn. Ồ, tôi không ngờ giám đốc lại mạnh dạn đề bạt một người trẻ như cậu ta thôi ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ trẻ lại là một nhược điểm của nhân viên. Chi nhánh phía Nam cần một người như cậu ta, đó là điều duy nhất tôi quan tâm. Chỉ là... Có vấn đề gì thưa giám đốc? Cậu ta đã lập gia đình chưa nhỉ? Tôi nghe nói cậu ấy đã lập gia đình. Cậu ấy đã có một cậu con trai và đang chăm sóc người cha già đau ốm. Sao giám đốc lại hỏi về gia đình cậu ấy ạ? Cậu cũng biết vị trí mà tôi muốn cậu ấy đảm nhận rất quan trọng đối với công ty của chúng ta. Áp lực công việc sẽ rất lớn. Vì vậy tôi phải xem xét cậu ta một cách toàn diện về cả khả năng và hoàn cảnh gia đình.
Hey, tôi nghe nói cậu ấy là nguồn kinh tế duy nhất của gia đình. Vợ cậu ấy phải ở nhà chăm sóc con và người cha già yếu. Được rồi, tôi nghĩ là mình cần đào tạo cậu ta thêm trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm. Vâng, tôi hiểu rồi. Willie, cậu chưa về à? Ông Ruby, tôi đang giải quyết nốt một số công việc. Tôi muốn báo cho cậu một tin đây. Giám đốc cử cậu cùng ông ấy đi công tác vài ngày đến chi nhánh phía Nam. Đây là lịch trình công tác và một số tài liệu liên quan. Giám đốc muốn cùng đi công tác với tôi ư? Đúng vậy, cậu không có vấn đề gì chứ? Ồ, có thể có vấn đề gì được chứ. Đây là cơ hội ngàn vàng để tôi học hỏi thêm từ giám đốc. Cậu nhớ nghiên cứu kỹ tài liệu giám đốc đưa nha. Cậu mà thể hiện tốt thì tương lai của cậu sẽ vô cùng sáng lạn đấy. Ý ông là sao? Tôi nói cậu nghe, giám đốc đã gặp tôi để hỏi về cậu đấy. Ông ấy đang có ý định bổ nhiệm cậu vào vị trí quản lý chi nhánh phía Nam của công ty. Thật vậy ư? Đúng vậy, đây là tin mật đấy nha. Ông ấy đánh giá rất cao về cậu. Cậu hãy cố gắng học hỏi và thể hiện thật tốt vào nha. Vâng, cảm ơn ông nhé, Ruby. Alo, em à. Sao muộn rồi mà anh vẫn chưa về? Anh xin lỗi, anh đã nói với em rồi mà. Giai đoạn này anh sẽ phải thường xuyên đi công tác và về muộn. Giám đốc tin tưởng giao cho anh giải quyết những dự án lớn, nên anh muốn cố gắng nhiều hơn nữa. Em biết công việc đối với anh rất quan trọng. Nhưng còn em, còn con và ba nữa. Gần đây anh thường xuyên đi công tác xa nhà, còn không đi công tác thì lại về muộn. Việc này đã lặp đi lặp lại cả tháng nay rồi, chứ không phải một hai bữa. Mary, anh biết anh đã không dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng em hãy thông cảm cho anh. Thực sự công việc đang rất áp lực. Anh thực sự không còn cách nào khác. Được rồi, vậy anh cứ ở đấy với công việc của anh đi. Mình có đang làm sai không? Biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt. Giám đốc công ty xây dựng IDC và giám đốc công ty thực phẩm Midi đã khen ngợi cậu rất nhiều đi. Tôi chỉ trao đổi với họ về những gì mình biết thôi à. Cậu lại khiêm tốn rồi. Không chỉ họ, mà thật ra tôi cũng đánh giá rất cao về cậu. Thời gian qua, những dự án trọng điểm tôi giao cho cậu, cậu đều hoàn thành rất tốt. Cảm ơn giám đốc đã ghi nhận. Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngài đã tin tưởng và giao tôi nhiều cơ hội để học hỏi như vậy. Tôi rất thích những người cầu tiến như cậu. Sắp tới tôi sẽ trực tiếp bổ nhiệm vị trí quan trọng cho cậu. Công việc sẽ áp lực và bận rộn hơn rất nhiều lần. Cậu có thể đảm đương chứ? Tôi... Sao thế Willie? Đó là một vị trí rất nhiều người mơ ước đấy. Nếu tôi từ chối vị trí đó thì sao ạ? Ngài sẽ không quá thất vọng về tôi đúng không? Cậu... Năng lực của cậu thì không phải bàn rồi. Cậu đang gặp vấn đề về gia đình sao? Giám đốc biết không? Tôi luôn muốn phấn đấu cho công việc. Vì một khi sự nghiệp của tôi vững vàng thì tôi mới có thể lo cho gia đình tôi một cuộc sống đầy đủ. Nhưng...
Khi tôi tập trung cho sự nghiệp của mình thì vô tình tôi lại không thể dành nhiều thời gian cho gia đình mình được. Tôi đã không thể bên cạnh vợ tôi, dạy dỗ con cái hay chăm sóc cha mẹ già yếu như trước. Tôi thực sự không thể cân bằng được giữa sự nghiệp và gia đình. Không chỉ mình cậu từng như vậy mà tôi cũng vậy. Cả giám đốc cũng vậy sao? Đúng vậy. Tôi vẫn nhớ thời điểm mới khởi nghiệp, đầu óc tôi luôn nghĩ đến công việc, ít dành thời gian cho gia đình, nói gì đến giải trí vui chơi. Em sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ. Anh chọn đúng công việc của anh hay là gia đình, mẹ con em đây? Mary, tại sao em lại bắt anh chọn lựa? Suy cho cùng, anh lao đầu vào việc ngày đêm cũng là vì gia đình chúng ta. Nhưng em thật sự cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình đó. Johnson à, nó không còn hơi ấm nữa. Vậy giám đốc đã làm gì để cân bằng công việc và gia đình? Cậu phải biết rằng mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày. Có người muốn chia đều thời gian cho gia đình, công việc, giải trí, thể thao, thì đổi lại họ sẽ không có lĩnh vực nào đặc biệt xuất sắc. Nhưng lại có người muốn chơi thể thao giỏi, họ tập luyện 10 tiếng mỗi ngày, nghĩa là mất đi rất nhiều thời gian cho việc khác. Cuộc đời này rất công bằng, Willie ạ. Ai muốn hài hòa sẽ không có đỉnh cao. Muốn đỉnh cao phải chấp nhận khiếm khuyết. Đây là thực trạng không chỉ tôi hay cậu mà nhiều người khác cũng phải trải qua để đổi lại thành công trong sự nghiệp. Quan trọng là chúng ta lựa chọn thế nào và có chấp nhận những đánh đổi mà lựa chọn đó mang lại hay không thôi. Cậu hiểu chứ, Willie? Tôi hiểu. Giám đốc nói đúng. Chỉ là cậu không biết nên lựa chọn thế nào, đúng không? Giám đốc cũng hiểu. Gia đình hay công việc đều vô cùng quan trọng mà. Tôi không khuyên cậu dứt bỏ gia đình của mình. Nhưng tôi thấy thời điểm này cậu đang còn trẻ, còn gánh vác cả gia đình trên vai, thì cần được gia đình thông cảm để ưu tiên phấn đấu cho sự nghiệp nhiều hơn. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho người thân của cậu. Chỉ cần có tiếng nói chung, sẵn sàng chia sẻ là mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn giám đốc. Nhờ có ngài mà gánh nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được trút bỏ. Cháo đậu đỏ và con hổ. Ôi, mùi cháo đậu đỏ mới thơm làm sao? Ở vùng này không có ai nấu cháo đậu đỏ thơm ngon như bà lão. Mùa đông năm nào chúng ta cũng được ấm áp nhờ được sưởi ấm bởi gian bếp nấu cháo đậu đỏ của bà lão đấy nhỉ? Phải rồi, bà lão nấu cháo ngon, lại còn hiền lành phúc hậu. Chúng mình thật may mắn khi được ở bên cạnh bà. Cháo nóng thơm lừng đã nấu xong rồi đây. Giờ thì phải mang ra ngoài kia, chia cho mọi người cùng ăn nào. Cậu ơi, mời cậu ăn một bát cháo đậu đỏ cho ấm bụng. Tôi mới nấu xong đó. Bà lại nấu cháo đậu đỏ chia cho mọi người đấy sao? Bà tốt bụng quá. Vậy cho tôi xin một bát nhé. Kính
cứ tới mùa đậu đỏ là bà lão lại nấu cháo. Trong vùng này chỉ có bà là nấu cháo ngon nhất thôi. Phải đó, tôi cũng xin một bát có được không? Được chứ, cháo còn nhiều lắm. Năm nay tôi lại trồng đậu đỏ được mùa. Một mình tôi không thể ăn hết được, nên tôi nấu cháo chia cho mọi người ăn lấy thảo. Mời mọi người cứ ăn thoải mái. Ôi trời ơi, một con hổ. Một bà lão, ta đang đói ngấu đây, ta sẽ nuốt chửng bà cho no cái bụng nào. Có ai không? Cứu tôi với. Khoan đã, ban nãy ngươi có thấy ở đây có mùi cháo rất thơm không? Phải, chính vì ngươi thấy mùi thơm mà ta tới đây. Nhưng làm gì có gì cho ta ăn ngoài bà lão ốm nhom này? Mùi thơm đó chính là mùi cháo đậu đỏ đây. Ta là người nấu cháo đậu đỏ ngon nhất vùng. Vậy thì mang cháo ra đây cho ta ăn thử xem sao. Xong rồi, xử đến bà cũng chưa muộn. Thật tiếc quá, ta lại vừa chia hết cháo cho mọi người rồi, đậu đỏ cũng không còn nữa. Hay ta tính thế này đi, chờ tới mùa đông sang năm, ta lại thu hoạch đậu đỏ, ta sẽ nấu cháo cho ngươi ăn. Chờ tới mùa đông sau hả? Lúc đó, ngươi vừa được ăn cháo ta nấu, lại vừa được ăn thịt cá ta nữa, chẳng phải là rất hời sao? Cũng phải. Thôi được, ta chưa được ăn cháo đậu đỏ bao giờ. Ta sẽ chờ tới mùa đông sang năm sẽ quay lại. Bà phải nấu cho ta một nồi thật to đấy. Vậy là mình chỉ được sống sót đến mùa đông sang năm ư? Bà ơi, bà đang cho cháu một chiếc áo mới nhé. Được, bà sẽ đan áo cho hạt dẻ, cho cá dùi, thảm rơm và chay nữa. Cháu cảm ơn bà. Tuyệt quá, vậy là cháu sắp có áo mới mặc rồi. Bà thật hiền từ, chúng cháu muốn được ở đây với bà mãi mãi. Các cháu, bà sắp phải đi khỏi đây rồi. Mùa đông đang tới, con hổ hung dữ sẽ quay lại đây để ăn cháo đậu đỏ bà nấu. Sau đấy, nó sẽ ăn thịt bà. Chúng cháu không muốn xa bà đâu ạ. Bà ở lại đây với chúng cháu đi. Bà mà bỏ cháu đi, cháu sẽ mất mèo rồi bụt ra hết. Còn cháu sẽ bị lũ mạng nhện kia tới giằng kín người. Bà ơi, bà đừng đi nha bà. Chúng cháu chỉ muốn ở bên cạnh bà mà thôi. Nhưng nếu bà ở lại, con hổ cũng sẽ lần tới đây. Chẳng ai có thể địch lại được con hổ hung ác ấy. Bà ơi, bà cứ ở lại đi, chúng cháu sẽ nghĩ ra cách cứu bà. Đúng rồi đấy ạ. Các cậu ơi, hãy nghĩ ra cách gì đó cứu bà đi. Được, chúng ta cùng bàn bạc đi. Tớ có cách rồi, các cậu hãy lại đây nghe tớ nói nè. Chà, hạt dẻ, dùi, thảm rơm và chay đều rất yêu quý mình. Nhưng không biết chúng có thể bảo vệ mình khỏi nanh vuốt con hổ ấy không đây. Lão, tôi vẫn nhớ cái hẹn từ mùa đông năm ngoái đây. Thế nào, cháo đậu đỏ của tôi đâu? Ngươi nhìn đi, ta vừa đi hái đậu đỏ về đây, còn chưa kịp bóc hạt. Giờ ta sẽ đi làm ngay. Tối nay ngươi quay lại là có nồi cháo chờ sẵn ngươi trong bếp. Ngươi chỉ việc lấy cháo mà ăn thôi. Thế hả?
Vậy thì tối nay ta sẽ quay lại, ăn cháo no nê xong thì ta sẽ ăn thịt bà. Được, được. Các cậu, bà lão đang nấu cháo đậu đỏ cho hổ đấy. Tối nay hổ sẽ quay lại. Chúng ta đã có kế hoạch rồi. Các cậu nhớ hết nhiệm vụ của mình chưa? Tất nhiên là nhớ rồi. Chúng ta phải cố gắng hết sức để cứu bà lão. Đây là nồi cháo đậu đỏ bà lão nấu cho mình ăn. Ăn cháo xong, mình sẽ ăn thịt bà lão. Đau mắt quá. Sao trong nồi cháo lại có một con vật gì đó đấm vào mắt của mình vậy? Này thì ăn cháo đậu đỏ này. Này thì ăn thịt của bà lão này. Đau quá. Trời ơi. Ở đây đúng là có con quái vật rồi. Nó còn có cả sừng. Nó vừa đâm vào mình. Đau quá. Trời ơi, con quái vật làm mắt mình hoa cả lên. Không nhìn thấy gì nữa rồi. Bỏ ta ra. Cho ngươi một trận trên thân này. Nếu còn tới đây nữa thì chắc với ta. Ôi, đau quá, đau quá. Ta chừa rồi, chừa rồi. Con hổ độc ác, ta sẽ cho mày biết tay. Không, không, tha cho ta, tha cho ta. Ở đây có con quái vật hung dữ quá. Kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Nhìn con hổ sợ mất mật chạy dài đần kìa. Con hổ tưởng hạt dẻ, vui, thảm rơm, chạy là một con quái vật khổng lồ, nên nó đã sợ hãi mà chạy biến vào rừng, không bao giờ dám quay lại nữa. Từ đó, cứ mùa đông về, bà lão lại thu hoạch đậu đỏ và nấu cháo chia cho mọi người. Bà sống bên cạnh hạt dẻ, vui, thảm rơm, chay trong căn nhà gỗ vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Trái tim dũng cảm. Cha, cha uống nước đi. Lát nữa con sẽ đi mua đồ ăn. Anh Mô Hành, anh đã chấm tiền nhà gần 2 tuần rồi. Anh tính khi nào mới trả tôi đây? Chị Ru Ta, tôi mong chị cho thư thư thêm mấy hôm. Lần nào tôi đến đây thu tiền, anh cũng lấy lý do này nọ. Thật tội cho bố con anh Mô Hàn. Bố thì ốm bệnh, thành phố lại bị cách ly. Họ chẳng có cách nào để kiếm sống. Chị Đu Ta, gần đây thành phố có lệnh cách ly. Tôi không thể tìm được việc làm nên không có thu nhập. Không dây dưa nữa. Nếu 2 ngày sau mà cha con anh không đóng tiền nhà cho tôi thì sắp xếp đồ mà cuốn xéo khỏi đây đi. Cha ăn bánh cho nóng. Của con đâu? Cha cứ ăn đi, lát nữa con sẽ ăn sao? Nhưng con chỉ mua có một cái bánh này thôi mà. Chúng ta không còn nhiều tiền nữa cha ạ. Chúng ta phải về nhà thôi, vô ti. Cha muốn về nhà sao ạ? Nếu còn tiếp tục ở lại đây thì cha con ta sẽ chết đôi mất. Nhưng chúng ta sẽ về nhà bằng cách nào bây giờ? Tàu hỏa đã bị cấm chạy do lệnh cách ly rồi cha ạ. Cha, con đã tìm ra cách để chúng ta về quê rồi. Con nói gì vậy? Cha cứ ra ngoài này sẽ rõ. Chiếc xe đạp cũ của ai vậy? Con mua chiếc xe này. Con mua sao? Đúng vậy, con đi đến chợ đồ cũ và thấy người ta vứt nó ở góc chợ. Nó rỉ sắt và vành xe bị cong nữa. Người ta định đi bán sắt vụn, nhưng mà con thấy nó vẫn có thể đi được. Mình cũng đâu có cần phải đẹp, đúng không cha? Nhưng con mua để làm gì? Chúng ta đâu cần tới nó. Cha, chúng ta sẽ về nhà bằng chiếc xe này. Về nhà bằng chiếc xe đạp cũ này ư? Vâng, con sẽ đèo cha. Nhà chúng ta cách đây những 1.200 km. Con chỉ mới 15 tuổi, lại là con gái, sức đâu mà con đạp nổi một đoạn đường dài hơi như vậy. Trong khi con lại còn chở ba nữa thì không thể đâu. Cha à, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu.
đâu. Tạm biệt mọi người. Bác có chuẩn bị chút đồ ăn, cháu mang đi đường ăn nha. Cháu cảm ơn bác mà ra. Tạm biệt mọi người. Cầu mong hai cha con họ bình an về tới nhà. Tiếc là chúng ta không thể giúp đỡ họ nhiều hơn. Phải có cách gì đó để giúp cha con họ. Yuti, trời tối rồi, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ lại thôi. Cháu chào bác, cha con cháu đang trên đường về quê mà trời tối rồi. Bác có thể cho hai cha con cháu ở nhờ một đêm được không ạ? À? Sáng mai cha con cháu sẽ đi sớm. Bác không thể cho người lạ ở nhờ được. Hơn nữa tình hình dịch bệnh thế này, nhỡ bị lây nhiễm thì sao? Hai cha con thông cảm đi tìm nhà khác vậy. Quanh đây có rất ít nhà mà trời lại tối rồi. Bác thương tình cho cha con cháu ở chỉ một đêm thôi ạ. Không được, hai cha con hãy đi đi. Nếu đã vậy, chị có thể cho cha con tôi ở nhờ dưới mái hiên này được không? Vậy được, hai người hãy ở lại đi. Tôi sẽ để điện sáng cho hai cha con. Cha ăn bánh đi. Ôi, hết nước mất rồi. Bác có thể cho cháu xin một chai nước uống được không ạ? Thật may là có bánh của bác Mara cho, để chúng ta mang đi ăn dọc đường. Số bánh này có thể ăn được tới hết ngày mai đấy cha ạ. Đường về nhà còn xa lắm. Những ngày sau, hết thức ăn nước uống rồi thì chúng ta biết làm thế nào? Cha đừng lo, ở đây con còn một ít tiền có thể mua đồ ăn, nước uống thì chúng ta có thể xin dọc đường. Cảm ơn chị đã cho hai cha con tôi ở lại. Tôi có ít bánh và nước, hai cha con mang theo dùng trên đường nha. Ấy chết, chúng tôi không thể nhận được. Hai cha con đừng ngại. Cháu ngoan quá, chúc hai cha con lên đường bình an, sớm về đến nhà nhé. Trời đất, Yuti, chân con đã bị sưng đỏ lên rồi. Con không sao cha ạ. Mấy ngày trời đạp xe liên tục, đứa trẻ như con làm sao mà chịu được. Tất cả là tại cha. Nếu cha không bị bệnh thì cha đã có thể chở con. Con đâu cần vất vả đến vậy. Cha đừng nói vậy, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể đâu ạ. Yuti, dừng lại một lát đi con. Xin lỗi, anh cho tôi hỏi một chút. Không biết anh đang đi về đâu vậy ạ? Tôi tới thị trấn Ahil, cách đây 60 km. Anh có thể cho cha con tôi đi nhờ tới đó được không? Cha con tôi đèo nhau bằng xe đạp đi từ New Delhi về quê đã mấy ngày trời. Mong anh có thể cho cha con tôi đi nhờ đoạn đường này. Hai người đạp xe từ New Delhi tới đây sao? Trên đường đi tôi đã thấy rất nhiều người thậm chí còn phải đi bộ về quê. Tôi sẽ cho hai cha con đi nhờ. Được anh cho đi nhờ, cha con tôi đã đỡ vất vả được phần nào. Nhất là con gái tôi. Tôi bị bệnh, sức khỏe yếu nên con bé đã phải đèo tôi suốt dọc đường. Đến đôi chân cũng bị trầy sưng đỏ cả lên rồi. Thật tội nghiệp. Trên đường đi tôi đã chứng kiến nhiều người bị tai nạn. Có người còn mệt quá, bị trúng nắng ngất đi. TV đưa tin là nhiều người còn tự tử vì túng quẫn quá đấy. Thật thế sao? Cháu đúng là cô bé ngoan, còn nhỏ mà đã có thể đèo cha cháu đi xa như vậy. Cháu không còn cách nào khác chú ạ. À, dù cháu rất mệt nhưng cháu vẫn cố gắng. Cháu phải đưa cha về nhà. Hai cha con lên đường bình an nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cố lên Yuti,
Em đúng là cô gái có trái tim kiên cường. Chúc hai cha con sớm về được nhà mình. Nhìn họ mà tôi rơi nước mắt. Cố lên con gái. Cha, cha nhìn kìa, chúng ta đã về làng rồi. Cha, chúng ta đã đến nhà rồi. Cuối cùng thì hai cha con đã về tới rồi. May mà có vô ti, nếu không thì có lẽ tôi không thể về gặp mình được rồi. Vô ti, hai cha con vất vả nhiều rồi, con có mệt lắm không? Con không sao mẹ ạ. Cháu đúng là một người con hiếu thảo và cũng rất bản lĩnh vô ti ạ. Bác là... Bác là đại diện của Liên đoàn Đạp xe Ấn Độ. Bác đã biết đến câu chuyện cháu đạp xe 1.200 km đưa cha về nhà. Làm sao bác biết được việc đó ạ? À? Là nhờ bài báo này. Cha ơi, bài báo này của anh Rancho viết. Đúng vậy, tác giả bài báo này là nhà báo trẻ Rancho. Câu chuyện của cháu đã làm rất nhiều người xúc động và cảm phục đấy, vô ti ạ. Đó là điều cháu nên làm cho cha thôi ạ. Liên đoàn đạp xe nước ta muốn mời cháu tới New Delhi để tham gia tuyển sinh làm vận động viên. Cháu có thể dự tuyển làm vận động viên ư? Tuyệt quá, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Hành trình vượt 1.200 km của Yoti đã nhận được sự đồng cảm từ tất cả mọi người. Yoti được Liên đoàn đạp xe Ấn Độ mời dự tuyển và còn được con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ivanka Trump biết tới. Ivanka đã gọi hành trình đạp xe đưa cha về nhà của cô bé là một chiến công tuyệt đẹp về sức chịu đựng và tình yêu thương. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật đầy cảm động về hai cha con ông Mohan và bé Yoti, 15 tuổi tại Ấn Độ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!